Và để tiếp nối chương trình thì tôi vô cùng với nữ nghệ sĩ Nhã Phượng xin mến gửi quý vị một lớp trích đoạn được mang tên Sự Tích Cây Quyên Hương. Xin mời quý vị cùng nghe. Cầm giang, cầm giang. Từ đây xa cách khó mong có ngày gặp lại. Cầm giang nàng ơi, sao trời chia cách đôi ta. Khắc sâu ân tình gì, dù chết cũng không hề xa. Chung thủy thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn môi tơ lòng chân la. Mình nắm tay nhau đi suốt quãng đường trần, cho dù người ta có dùng quy quyền bao lực cũng không thể nào chia cách được tình. Còn nhiều nỗi gian truân mà chỉ có hai ta bị nạt trong dòng ngang trái. Nếu kiếp này không sống được gần nhau thì hẹn sao mệnh duyên tơ tóc. Trần Lạc ơi, cái xin một lần yêu mà trời cao còn chia cách thôi thì chiếc áo cô dâu em xin gửi lại. Người ấy cũng có khối óc, cũng có trái tim, nên ai cũng có quyền chọn cho mình một con đường và lối sống. Giữa cô với tôi không cùng chung lý tưởng thì làm sao mình chung lối chung đường. Giây phút bên nhau còn gì đâu nữa, thương nhớ chi nhau càng thêm xót xa. Vì đành chia tay duyên tình ta đôi ngã nhớ thương chi nhiều, liên lưu chi nhiều vì làm khổ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.